chào mừng các bạn đến với kênh cao thanh danh official ngày hôm nay cao thanh danh và ngọc uyên sẽ cùng đến với các bạn qua một khái niệm trong chủ đề về đạo đức mang tên trí tuệ tĩnh tâm mời quý vị cùng lắng nghe sau buổi ngồi tĩnh tâm mọi người lại ra quay quần uống trà và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thú vị bà hằng nói thưa các bạn tôi theo thiền đường của bác hải này á để tập phép tĩnh tâm cũng được hai năm và nhận ra nhiều điều bổ ích Ban đầu á, tôi hiểu tĩnh tâm á, là để mình bớt căng thẳng Đêm về ngủ ngon Nhưng tập lâu rồi mới phát hiện ra nhiều lợi ích đi kèm Thứ nhất là trong cuộc sống mình nó khôn ra Thì ra nào giờ tôi bị cái dội vàng hấp tấp Nên nhìn mọi việc cạn cợt Bây giờ tâm mình bình thản Chẳng hâm hở ham muốn nhiều Tự nhiên mình nhìn mọi việc rõ như ban ngày có lần một đối tác đến mời tham gia một dự án trình bày các ưu đãi và triển vọng nếu trước kia thì tôi ham mà nhảy vào ngay lần này tôi bình thản chẳng ham thích gì bỗng nhiên tôi nhìn thấy rất nhiều sơ hở trong tính toán của họ thế là tôi phân tích cho họ từng chút từng chút họ mừng quá về chuẩn bị kỹ lại và lần đó thành công thứ hai là trong cuộc sống mình có đạo đức hơn, nhiều việc lẽ ra mình xử lý theo hướng ích kỷ, bây giờ tự nhiên mình bao dung ra, hiểu được cảm xúc của người khác nên cư xử đúng đắn hơn. Nhờ vậy cuối ngày cuối năm nghĩ lại không bị rây rất ân hận. Ông Hải mới xen vào, ờ, à, tôi xin phép ngắt lời của chị Hằng Đôi chút. À, tôi thích cái câu mà hiểu được cảm xúc của người khác đó đó cái chỗ đó là trí tuệ và đạo đức mà người tập phép tĩnh tâm sẽ có được. Bình thường á mình làm gì á là để đáp ứng cho cảm xúc của mình. Mình vui thì mình làm thế này, mình buồn thì mình làm thế kia, mình tự ái thì mình làm thế nọ, con mình hài lòng thì mình làm thế khác. Chỉ vì mình á mà thôi. Ha, bây giờ thì à, tâm của mình yên tĩnh lại Tự nhiên mình nhận ra Cảm xúc của người khác Mình hiểu là người khác đang vui hay buồn Hài lòng hay là thất vọng Hút hấn hay là thỏa mãn Hy vọng hay chán nản Tự nhiên lương tâm của mình nó Sẽ khiến cho mình chọn cách ứng xử Sao cho mọi người được hạnh phúc hơn Lợi ích hơn Tôi gọi đó là trí tuệ Mà cũng là đạo đức à, Lúc này thì à, ông Cảnh à, Cũng góp phần à, có lần tôi làm lễ trong nhà thờ, bỗng tôi cảm nhận sau lưng tôi có ai đó đang căng thẳng tuyệt vọng dữ lắm. Tôi quay lại và bắt gặp cái cô gái con của người bạn ở trong xóm. Cháu thì cũng ngồi dự thánh lễ mà tâm trí thì để đâu mất, mắt thì đỏ hoe. Lễ xong tôi mới chờ cháu ở bên ngoài mời cháu đi uống cà phê. Tôi hỏi cháu có gì buồn hãy nói xem, tôi có giúp gì được không? thấy tôi chân thành cho nên cháu mới òa khóc kể rằng là bị bạn trai bỏ khi mà cháu đã có mang giờ thì không biết nói sao với bố mẹ cháu lẫn vẫn ý nghĩ là tự tử ha à, tôi đã đến gặp bố mẹ của cháu để mà thuyết phục họ vượt qua thành kiến mà chấp nhận cho cháu làm mẹ đơn thân tôi hứa sẽ làm cha đỡ đầu cho đứa bé à, nhờ vậy mà mọi chuyện lúc đó mới êm thấm cháu sinh con trai rất đẹp ha. ông bà ngoại mừng lắm vì tôi nhận làm cha đỡ đầu cho nên hàng xóm mà chẳng dám nói ra nói vào cái gì nữa bởi vì tôi là người có uy tín trong giáo sư. ha, rồi cái thằng bạn trai điểu giả đó quay lại xin cưới vì nghe nói là đứa con trai rất đẹp ha. bố mẹ nó thì thèm cháu cho nên ép nó cưới để mà nhận cháu mẹ bé và cả gia đình hỏi ý kiến tôi thiệt thú thật tôi cũng chán cái đời sống hôn nhân mệt mỏi cho nên tôi nói là tôi không có ý kiến cháu mới gặn hỏi mãi nên tôi trả lời là tôi không tin đạo đức của cái thằng điểu giả kia sợ là sau này cháu lại khổ tiếp thế là cháu từ chối quay lại với nó chọn sống làm mẹ đơn thân tôi mới sực nhớ lời chúa trong phúc âm ta đến để chia cách mọi người chẳng biết có đúng hay không nữa lúc này thì ông hải mới nói cháu à, đó sống đơn thân mà hạnh phúc thì tốt mà nhưng mà nhờ vào cái cảm nhận sau lưng mà anh đã cứu được hai mạng người đấy à, lúc này thì mấy người mới hỏi thế còn bác hải có kinh nghiệm gì về năng lực kèm theo của phép tĩnh tâm kể cho chúng tôi nghe giới lúc này ông hải mới đáp à, Trước kia thì tôi có nghe anh Minh nói rằng khi mà mình tập tĩnh tâm đến mức độ nào đó kha khá thì mình tự nhiên cứ nhớ rằng là chẳng có gì là uh, ta cả. Đó là trí tuệ cao quý nhất. ha tôi tập mãi thì cũng đến được chỗ đó bây giờ lúc nào cũng nhớ về thân mình và nhớ chẳng có gì là ta ha. lúc đó mình có cái tự tin về con đường mà mình đi về đạo đức mà mình có là không thể sai mà thật sự trong cuộc sống mình cư xử rất đẹp rất đúng với mọi người ta hay nhầm tưởng là muốn thông minh thì phải suy nghĩ cho nhiều thật ra là ngược lại càng tĩnh tâm thì càng thông minh thông minh đa phần là trực giác, cảm nhận đoán trước, rồi sau đó sẽ chứng minh. Người lăng xăng động loạn thì mất dần khôn ngoan sáng suốt. Người cảm tính thương ghét nhiều cũng không nhìn rõ mọi việc. Chỉ có người điềm tĩnh trầm lặng thì mới khai mở tuệ giác dần dần. Muốn cho trẻ học giỏi, thông minh thì phải cho trẻ tập tĩnh tâm thiền định, thường thì trẻ ở tuổi mới lớn hay hiếu động cũng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, nhưng cũng phải tập tĩnh tâm để kềm hãm bớt. Qua khỏi tuổi 30 mà chưa biết tĩnh tâm thì não sẽ suy thoái nhanh. Đến 50 thì hầu như ai cũng có bệnh về thần kinh não ít hay nhiều. Phép tĩnh tâm giúp ta ngăn chặn sự suy thoái não, thậm chí còn có thể phát triển não bộ trở lại. Lợi ích của phép tĩnh tâm đối với thần kinh não là vô cùng lớn. Nhưng mà điều thú vị nhất là tĩnh tâm đem lại cho ta trí tuệ và đạo đức trong cuộc sống. Ta sáng suốt hơn và độ lượng hơn. Ta hiểu được cảm xúc của người khác hơn. Ta cư xử hợp lý hơn. Mà cư xử càng hợp lý chừng nào thì ta có cảm giác yên tâm về mình chừng ấy. Hạnh phúc nhiều khi đơn sơ vậy thôi bài đọc của chúng tôi đến đây là kết thúc rất vui vì sự quan tâm lắng nghe của các bạn hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những bài đọc tiếp theo trân trọng và tạm biệt